Hello anh em, chào mừng anh em đã đến với kênh YouTube của Kiên Hai Hen, kênh chuyên về đồ si hiệu, hàng thủ tuyệt, đồ hai hen hiệu. Ngày hôm nay tiếp tục đến với series săn đồ si tập thứ 169. Mình sẽ tiếp tục lên cho anh em rất là nhiều những cái mẫu mũ phớt, và kèm theo đó thì có thêm một chiếc thắt lưng và một chiếc mũ lưỡi chai. Tất cả những cái sản phẩm này mình đã lựa chọn rất là kỹ càng, đến từ những cái thương hiệu nổi tiếng thế giới, có thiết kế đẹp mắt, độ mới cao, chất liệu rất là co giãn, bền bỉ, thoải mái, tự tin, giúp anh em có một cái diện mạo thật là lịch thiệp, nam tính, đàn ông, thể hiện đúng chất phái mạnh của mình. Và tất cả những chiếc mũ ngày hôm nay mình lên đều sẽ có đồng giá là 200.000 đồng một chiếc. Và Duy chỉ có một chiếc thắt lưng đầu tiên thì sẽ có giá là 500.000 đồng một chiếc. Và mọi thông tin chi tiết anh em hãy kéo xuống dưới phần mô tả để có thể liên hệ ngay với mình. Những cái sản phẩm này đều đã được giặt xả là sạch sẽ, thơm tho, anh em có thể sử dụng được ngay khi mà nhận được. Và ngoài ra thì mình vẫn như thường lệ miễn phí ship. Nào, chúng ta hãy cùng khám phá xem ngày hôm nay chúng ta có những cái siêu phẩm gì nhá. Let's go. Đầu tiên, chiếc thắt lưng có mã là S1, kích thước dài rộng là 105 3,5, là một chiếc thắt lưng đến từ thương hiệu Eco, một thương hiệu thời trang đến từ Mỹ. Và đây là một chiếc thắt lưng da thật, hàng mới 100%. Đây mình sẽ cho anh em xem gần hơn cái chất liệu da của chiếc thắt lưng này. Phối màu đen này cũng rất là nam tính và cực kỳ dễ sử dụng. Anh em cũng có thể đeo rất là nhiều các loại quần có cạp khác nhau để chúng ta sử dụng cái thắt lưng này. Bề mặt ở bên ngoài đây nó sẽ là màu đen bóng, và chiếc thắt lưng này khá là mềm luôn khi chúng ta uốn lượn như này. Và ở phía mặt trong thì nó có một cái bề mặt sần hơn một chút, và khi mà mình cầm cái thắt lưng này thì nó rất là chắc chắn thôi nhé, mềm nhưng lại cực kỳ chắc. Thiết kế cũng rất là đẹp luôn, và một cái dáng classic, ai cũng có thể sử dụng được cái mặt thắt lưng như thế này. Ở bên trên đây thì chúng ta sẽ có một cái mặt kim loại Eco, và có một cái khóa để chúng ta cài khi mà chúng ta sử dụng, và thêm một cái khóa bằng da đây nữa, hình chú tê giác. Và ở phía bên trong đây thì nó còn có thêm cả một cái tag nhỏ nhỏ ghi những cái thông tin chất liệu của chiếc thắt lưng này. Và ở đây có ghi là 100% da thật nhé. Và chúng ta còn có thêm cả tag của Eco ở đây. Đây tag cực kỳ đẹp và xịn sò luôn. Và bảo với anh em là sử dụng cái thắt lưng này sẽ rất rất là bền, và vì nó là mới 100% cho nên là anh em sử dụng đảm bảo là cực kỳ đẹp luôn. Ở phía bên dưới đây, cuối của thắt lưng thì chúng ta sẽ có một cái logo của Eco ở đây, và thêm một số những cái lỗ để chúng ta cài khi chúng ta đeo. Wow, một chiếc thắt lưng mà cực kỳ nam tính và cực kỳ chất. Tiếp theo, chiếc mũ có mã là S2, kích thước vòng đầu là 56,5 cm, là một chiếc mũ phớt đến từ thương hiệu Golden Beer, một thương hiệu thời trang đến từ Mỹ. Và chiếc mũ này có phối màu nâu nhạt, một phối màu mà rất là trưởng thành, rất là chững chạc. Và chất liệu của chiếc mũ này là dạng cotton kaki. Độ mới chiếc mũ này cũng rất là cao. Đây anh em thấy, nhìn thấy được cái chất liệu vải này khi chúng ta đội lên đầu, nó có một cái độ dày vừa phải, và phối màu này nhìn cũng rất là lịch thiệp. Có những cái lỗ thông khí ở bên cạnh đây, và logo Golden Beer được thêu nổi. Phần vành cũng có thể bẻ lên bẻ xuống tùy chỉnh để phù hợp với lại sở thích của anh em. Ở phía bên trong thì chúng ta sẽ có toàn bộ đều là màu nâu nhạt hết luôn. Ở trên đai trên này là màu trắng ngà, và có một cái tag của Golden Beer ở phía bên trong đây. Bề mặt ở phía bên trong này cũng rất là trơn, co giãn nhẹ, rất là thân thiện với da đầu. Tiếp theo, chiếc mũ có mã là S3, kích thước vòng đầu là 58 cm, là một chiếc mũ đến từ Nhật Bản. Và chiếc mũ này có phối màu xám đậm, và chất liệu vải là dạng cotton, làm theo kiểu bề mặt nhung. Và độ mới chiếc mũ này cũng rất là cao. Đây là một chiếc mũ mà sờ vào anh em sẽ cảm nhận rõ được cái chất liệu nhung của nó, một cái chất liệu mà nó rất là sang và cực kỳ quý tộc. Xung quanh chiếc mũ này sẽ có những cái lỗ thông khí và một phần đai chạy quanh mũ đây, cực kỳ sắc nét và rất là chất luôn. Phần vành cũng có thể điều chỉnh tùy chỉnh theo sở thích. Và ở phía bên trong sẽ là toàn bộ cái phần đai, và bề mặt bên trong đều là màu đen, chất liệu dạng cotton pha, khá là trơn, có giãn nhẹ, đội vào đầu rất là thoải mái, và có một cái tag
ghi chữ nhật và vòng đầu 58cm ở đây. Tiếp theo, chiếc mũ của mã là S4, kích thước vòng đầu là 55cm, là một chiếc mũ đến từ thương hiệu Gianni Valentino, một thương hiệu thời trang đến từ Italia. Và mình đã trải nghiệm đội thử cái mũ này, mặc dù nó ghi là 55cm nhưng mà những người đội mũ mà vừa với lại kích thước là 56, 56,5, đội vẫn sẽ vừa. Và bản thân mình thì cũng đội vừa mũ 56-58, mình đội chiếc mũ này vẫn là vừa. Và chất liệu của chiếc mũ này là chất dạ, một cái chất liệu mà khá là sang, và một cái thương hiệu thời trang đến từ Italia, thì anh em yên tâm về cái thiết kế cũng như là cái chất liệu của cái sản phẩm này. Đây, anh em có thể nhìn thấy được cái chất dạ cực kỳ sang của chiếc mũ này. Và mùa đông thì đội chiếc mũ này lại còn đẹp hơn nữa luôn. Cái phối màu nâu như thế này là một cái phối màu rất là quý ông. Và ở phía bên cạnh đây chúng ta có thể nhìn thấy logo của Gianni Valentino được thêu nổi. Phần đai chạy xung quanh mũ tạo ra cho chiếc mũ này một cái form dáng rất là chất, cực kỳ manly. Và phần vành cũng có thể điều chỉnh được. Ở phía bên trong chúng ta sẽ có một cái bề mặt màu đen, phần đai chạy xung quanh phần trán của chúng ta. Và bề mặt ở bên trong này cũng rất là mịn màng, co giãn nhẹ, rất là thoải mái khi chúng ta đội. Và tag có ghi ở đây Gianni Valentino Italia. Đây, anh em có thể nhìn thấy ghi chính xác là nước Ý luôn. Một chiếc mũ rất là xịn sò luôn. Tiếp theo, chiếc mũ có mã là S5, kích thước vòng đầu là 56cm, là một chiếc mũ đến từ Nhật Bản, có phối màu là màu trắng ngà nâu nhạt, và chất liệu là dạng cốt tông pha kaki, một cái chất liệu mà cũng rất là dễ sử dụng. Và phối màu này cũng rất là nam tính, với cái thiết kế độc đáo bởi cái những cái họa tiết pan sleigh chạy xung quanh mũ này. Đấy, tạo điểm nhấn cho chiếc mũ này thoát khỏi cái màu trắng ngà toàn bộ đơn điệu. Và chất liệu của chiếc mũ này cũng còn gần như là mới luôn. Đây, anh em có thể nhìn thấy được cái chất liệu này rất là chắc chắn. Và ngoài ra thì ở phía bên trong chiếc mũ này cũng là họa tiết pan lây rất là đẹp. Đây, anh em có thể nhìn thấy được phần vành này, khi chúng ta bẻ lên thì chúng ta có thể khoe được cái họa tiết này nó trùng với lại phần đai ở trên mũ rất đẹp luôn. Và phần đai ở phía bên trong này là màu đen, và bề mặt sâu trong mũ là cũng là màu trắng ngà, một cái chất liệu mà có giãn nhẹ và khá là thoáng mát. Có thêm tag của tên thương hiệu là Marilia. Đây, em có thể nhìn thấy tên thương hiệu của thương hiệu này, và thêm một cái tag nho nhỏ ở bên cạnh nữa. Một chiếc mũ mà nhìn rất là thời trang và phong cách. Tiếp theo, chiếc mũ của mã là S6, kích thước vòng đầu là 58cm, là một chiếc mũ đến từ thương hiệu Castano. Đây là một thương hiệu thời trang cũng đến từ Nhật Bản. Và chiếc mũ này có một cái phối màu khá là độc đáo, kết hợp giữa màu xanh, rồi màu vàng, rồi màu tím, rất là nhiều màu, tạo thành những cái đường sọc trên chiếc mũ này. Và đặc biệt hơn là chiếc mũ này có phần mặt vành sẽ ngắn hơn so với lại những chiếc mũ khác, nhưng mà cái form của nó thì lại rất là form mũ phớt. Đây, anh em có thể đội chiếc mũ này nhìn nó rất là hay luôn. Và chất liệu của chiếc mũ này là dạng cốt tông pha, dạng kaki, khá là cứng cáp và dày dặn. Độ mới chiếc mũ này cũng còn gần như mới luôn. Đây, anh em có thể nhìn thấy là cái chất liệu này khá là dày, và form dáng của chiếc mũ này nhìn cũng rất là chuẩn. Đây, anh em có thể nhìn thấy ở phía bên trên là phần form kiểu mũ phớt, và phần vành ở đây thì nó cũng chỉ dài khoảng độ 2,5-3cm. Đấy, phần vành này nó sẽ ngắn hơn so với lại những cái form mũ phớt thông thường. Và đội chiếc mũ này nhìn cũng rất là hay. Và ở phía bên trong thì chúng ta sẽ có một cái phối màu đen, toàn bộ đều là màu đen hết luôn. Và chất liệu rất là dày luôn, cực kỳ chắc, cộng với lại một cái tag của Castano ở phía bên trong này đây, tag cực kỳ mới luôn. Và đội chiếc mũ này thì đảm bảo anh em sẽ trở thành những người quý ông. Tiếp theo, chiếc mũ có mã là S7, kích thước vòng đầu là 56,5cm, là một chiếc mũ đến từ thương hiệu Renoma, một thương hiệu thời trang đến từ thành phố Paris, Pháp. Đây là một chiếc mũ có phối màu xanh biển đậm, và một cái phối màu rất là giống những cái viên ngọc. Chất liệu vải của chiếc mũ này là dạng cốt tông, 100% cốt tông luôn. Và độ mới cũng rất là cao. Đây, mình sẽ cho anh em xem gần hơn cái chất liệu của chiếc mũ này.
một cái chất liệu mà khá là mềm mịn, co giãn và nhìn cũng rất là sang. Màu này nhìn rất là chất luôn. Mình thường thấy cái phối màu này ở trên những cái bộ vest và vest đội chiếc mũ này cũng rất là hợp. Đây anh em có thể nhìn thấy được một số những cái lỗ thông khí chạy xung quanh chiếc mũ này, tạo ra chiếc mũ này một cái cảm giác thoáng mát khi mà chúng ta đội. Và có thêm một cái tag của Renoma ở bên cạnh đây. Phần vành cũng có thể điều chỉnh, cộng với lại một cái phần đai màu trắng chạy xung quanh chiếc mũ này tô điểm, tạo cái độ lịch thiệp cho chiếc mũ. Và ở phía bên trong là chúng ta sẽ có toàn bộ đều là màu đen, phần đai cũng là màu đen và bề mặt phía bên trong cũng rất là trơn, cộng với lại một cái tag của Renoma ở phía bên trong đây, tag mới tinh luôn nha anh em. Một chiếc mũ rất là chất luôn. Tiếp theo, chiếc mũ có mã là S8, kích thước vòng đầu là 57cm, là một chiếc mũ đến từ thương hiệu Uniqlo của Nhật Bản. Và chất liệu của chiếc mũ này là dạng chất dạ, một cái chất mà khá là ấm áp và rất là mềm mại. Phối màu của chiếc mũ này là màu xanh chín than ở bên ngoài và màu xanh da trời ở phía bên trong. Đây là một cái mũ có thiết kế là hai mặt, anh em có thể lộn ngược nó lại để có thể đổi màu. Đấy, một chiếc mũ mà có thể phân thân thành hai chiếc mũ luôn. Đây mình sẽ cho anh em xem gần hơn cái chất liệu của chiếc mũ này. Đây chúng ta sẽ có một cái chất nó dạ dạ mềm như này, khá là dày dặn luôn. Và nếu đội vào mùa đông thì cực kỳ hợp luôn, không thể hợp hơn. Và có logo của Uniqlo ở bên cạnh đây, một cái tag, cộng với phần vành có thể bẻ lên bẻ xuống tùy chỉnh. Trên bên trên cái mũ này thì cũng là một cái bề mặt rất là phẳng luôn, form dáng mũ phớt. Và ở phía bên trong thì chúng ta sẽ có một cái phối màu xanh như này, cũng là bề mặt là chất dạ luôn. Và khi mà thích thì anh em có thể lộn một cái đấy, thành một chiếc mũ khác luôn, rất là tiện lợi luôn và cực kỳ hay ho và thú vị. Tiếp theo, chiếc mũ có mã là S9, kích thước vòng đầu là 56cm, là một chiếc mũ đến từ thương hiệu Dunlop Motorsport, một thương hiệu thời trang đến từ Anh Quốc. Và chiếc mũ này có phối màu nâu đậm, nhìn rất là nam tính và cực kỳ là manly luôn. Và chiếc mũ này được làm từ chất liệu cốt tông pha kaki, khá là dày dặn và cứng cáp cái form dáng. Độ mới chiếc mũ này cũng còn gần như mới luôn. Đây anh em có thể nhìn thấy được cái phối màu cũng như cái chất vải của chiếc mũ này, rất là giữ form và chắc chắn. Có một số những cái lỗ thông khí giúp thoáng đầu khi chúng ta đội. Và logo của Dunlop Motorsport được thêu nổi ở đây, cực kỳ sắc nét. Có một cái đai màu nâu chạy xung quanh chiếc mũ này, đấy, tạo điểm nhấn và thời trang cho cái mũ. Và phần vành cũng có thể bẻ lên bẻ xuống. Ở phía bên trên này thì màu sẫm hơn, và ở phía bên dưới sẽ là màu nâu nhạt hơn. Anh em có thể điều chỉnh để có thể tạo ra những cái phối màu nó đẹp mắt nhất. Và phía bên trong thì chúng ta sẽ có phần đai màu đen và bề mặt ở phía bên trong khá là trơn, làm bởi cái chất liệu polyester thể thao rất là trơn, dạng lưới. Đây đội sẽ cực kỳ thoải mái và thoáng mát. Có thêm tag của Dunlop Motorsport ở bên cạnh đây, tag cũng gần như là mới luôn. Một chiếc mũ mà phối màu rất là đàn ông và cũng cực kỳ đẹp. Tiếp theo, chiếc mũ có mã là S10, kích thước vòng đầu là 56,5cm, là một chiếc mũ đến từ thương hiệu Habic. Đây là một thương hiệu thời trang cũng đến từ Nhật Bản. Và chiếc mũ này có phối màu trắng ngà, một cái phối màu nhìn rất là sáng và sang. Và chất liệu của chiếc mũ này là dạng cốt tông pha kaki. Đây mình sẽ cho anh em xem gần hơn cái độ mới của cái chất vải này. Đây, một cái chất vải mà độ dày vừa phải, có giãn nhẹ và khá là thoáng mát. Ở bên cạnh chúng ta sẽ có một số những cái lỗ thông khí kèm với logo của thương hiệu Habic ở đây. Và phần vành cũng có thể tùy chỉnh. Toàn bộ chiếc mũ này đều là màu trắng ngà hết luôn. Một cái phối màu mà nhìn rất là dễ phối đồ và nhìn cũng rất là sáng da. Ở phía bên trong thì chúng ta sẽ có phần đai có logo của thương hiệu này màu nâu chạy xung quanh. Đội ra đội vào chiếc mũ này sẽ rất là thoải mái với cái phần đai như này. Và bề mặt ở phía bên trong là màu vàng nhạt và được thiết kế dạng lưới, cực kỳ thoáng mát và thân thiện với da đầu, kèm với lại một cái tag mới tinh của thương hiệu Habic ở bên trong đây. Một chiếc mũ mà khá là sang trọng và cũng rất là tiện lợi.
Tiếp theo, chiếc mũ có mã là S11, kích thước vòng đầu là 56, là một chiếc mũ đến từ thương hiệu New York Hat. Đây cũng là một thương hiệu thời trang đến từ thành phố New York của Hoa Kỳ. Và chiếc mũ này có phối màu nâu nhạt và chất liệu là dạng cotton kaki. Độ mới chiếc mũ này cũng còn gần như là mới luôn. Và mình sờ vào thấy cảm giác là nó khá là chắc chắn và lên form cũng rất là đẹp luôn. Đây, độ mới cũng rất là cao. Ở bên cạnh chúng ta sẽ có một vài những cái lỗ thông khí nhỏ nhỏ ở đây và một cái đai màu đen chạy xung quanh tô điểm với chiếc mũ này. Và phần vành cũng rất là cứng cáp, bẻ lên bẻ xuống phát một luôn anh em. Và ở phía bên trên này có một cái thiết kế đặc biệt hơn so với lại những cái mũ phớt thông thường. Đấy là chúng ta sẽ có một cái phần được làm lên như này. Đây anh em có thể thấy một cái đường chạy xung quanh mũ đây. Và ở phía bên trong thì chúng ta sẽ có phần đai màu đen và bề mặt ở phía bên trong là màu nâu nhạt. Bề mặt ở bên trong này khá là trơn và có thêm tag của New York Hat ở đây. Và đây là một chiếc mũ được sản xuất tại Mỹ, có ghi là Made in USA. Đây anh em có thể đọc được cái dòng chữ này. Và những sản phẩm mà được sản xuất tại đất Mỹ thì khá là hiếm, vì là họ đã chuyển hết xưởng sang Trung Quốc, này Việt Nam hay là Indo, Thái Lan rất là nhiều rồi. Tiếp theo, chiếc mũ có mã là S12, kích thước vòng đầu là 56cm, là một chiếc mũ đến từ thương hiệu Kenzo, một thương hiệu thời trang cao cấp đến từ Pháp và cũng cùng công ty mẹ với lại thương hiệu Louis Vuitton. Anh em đều biết là cái hãng LV rất là nổi tiếng và Kenzo cũng là một cái công ty con ở trong công ty mẹ. Ở bên Pháp có một cái đế chế về thời trang, và LV và Kenzo cùng là công ty con của cái thương hiệu này. Và phối màu của chiếc mũ này là màu đen hết luôn và chất liệu là dạng cotton, một cái chất liệu mà mình sờ thấy khá là mềm luôn. Và đây mình sẽ cho anh em xem gần hơn cái chiếc mũ này. Ở bên cạnh đây chúng ta sẽ có một cái logo được thêu ghi dòng chữ Kenzo. Và thương hiệu này cũng được rất là nhiều người sử dụng đồ si ưa chuộng. Và bản thân những cái món đồ của Kenzo mà nó là hàng mới cũng giá rất là cao luôn. Đây anh em có thể nhìn thấy một cái chất liệu khá là co giãn. Và form dáng của chiếc mũ này nó sẽ hơi khác so với form mũ phớt thông thường. Và nếu chúng ta bẻ lên thì nó vẫn sẽ thành mũ phớt, và bẻ xuống thì nó thành mũ bucket. Ở phía bên trong này thì chúng ta sẽ có một cái bề mặt đều là màu đen hết luôn, phần đai cũng là màu đen. Và bên cạnh đây chúng ta sẽ có một cái tag của Kenzo. Và tag bên cạnh này cũng rất là mới luôn. Và một chiếc mũ mà form dáng cũng rất là đẹp và đến từ thương hiệu nổi tiếng, chất lượng. Tiếp theo, chiếc mũ có mã là S13, kích thước vòng đầu là 57cm, là một chiếc mũ đến từ thương hiệu Castano. Đây cũng là thương hiệu thời trang đến từ Nhật Bản. Và chiếc mũ này có phối màu nâu nhạt và chất liệu dạng cotton kaki, khá là cứng cáp và giữ form. Độ mới chiếc mũ này cũng còn gần như là mới luôn. Đây, anh em có thể nhìn thấy được cái chất liệu dạng cotton kaki này, khá là cứng cáp, co giãn nhẹ. Và phối màu này nhìn cũng rất là đứng đắn, chững chạc. Có một số những cái lỗ thông khí chạy quanh mũ đây. Và phần vành cũng có thể điều chỉnh, tùy chỉnh theo sở thích. Ở phía bên trong chúng ta sẽ có một cái đai màu đen và tag của Castano ở phía bên trong đây. Một cái bề mặt mũ phía bên trong khá là mềm mịn, màu trắng và đội rất là thoải mái, cũng như là phối đồ với chiếc mũ này cũng sẽ rất là đẹp. Tiếp theo, chiếc mũ có mã là S14, kích thước vòng đầu là 58cm, là một chiếc mũ đến từ thương hiệu Elle. Đây là một thương hiệu thời trang đến từ thành phố Paris, Pháp. Và chiếc mũ này có một cái phối màu nhìn cũng rất là sang, kết hợp giữa xanh và màu ghi. Và màu xanh này thì sẽ có nhiều cái tông khác nhau, đậm và nhạt, kết hợp tạo thành họa tiết cho chiếc mũ này như một bức tranh luôn. Và chất liệu vải là dạng cotton kaki mà họ pha theo một cái công thức tạo ra một cái chất liệu khá là giữ form và cứng cáp. Độ mới chiếc mũ này cũng còn gần như là mới luôn. Đây anh em có thể nhìn thấy được cái chất liệu vải của họ làm rất là cứng cáp luôn, cực kỳ giữ form. Và mình cũng đã là qua chiếc mũ này rồi, nhưng mà bởi vì form mũ nó rất là cứng cáp nên là mình làm một lần nó chưa thể gọi là phẳng hết được luôn. Đây anh em có thể thấy được cái form của chiếc mũ này, nếu khi chúng ta đội lên thì sẽ cực kỳ là chất luôn. Ở bên cạnh đây thì chúng ta còn có một cái đai được làm bằng da
chạy xung quanh rất là sang. Và phần vành này cũng có thể điều chỉnh một cái phối màu kết hợp giữa những cái tông màu xanh rất là mát mẻ và cực kỳ sang. Ở phía bên trong chúng ta sẽ có phần đai màu đen và một cái tag của Basic Ele ở đây, mới tinh luôn anh em. Bề mặt ở phía bên trong cũng rất là chắc chắn và thân thiện với lại da đầu. Một chiếc mũ mà phối lên nhìn rất là hoàng gia. Anh em hãy nhanh tay để sở hữu chiếc mũ này nhá. Tiếp theo, chiếc mũ có mã là S15, kích thước vòng đầu là 58cm, là một chiếc mũ đến từ thương hiệu It Boy. Đây cũng là một thương hiệu thời trang đến từ Nhật Bản. Và chiếc mũ này có phối màu kết hợp giữa sọc đen và sọc ghi, tạo thành một cái phối màu khá là trầm lắng luôn. Và chất liệu vải của chiếc mũ này là dạng cotton kaki. À, đây là một cái dạng kiểu cotton pha, nó giống như là chất liệu bò jean nha anh em. Và độ mới chiếc mũ này cũng còn gần như là mới luôn. Đây anh em thấy, nhìn thấy một cái chất liệu. Đây là một chiếc mũ mà đội với những cái bộ quần áo mà jean thì rất là hợp luôn. Có những cái lỗ thông khí chạy xung quanh mũ đây, và một cái tag của It Boy ở bên cạnh đây. Đấy, và phần vành anh em cũng có thể điều chỉnh bẻ lên bẻ xuống cho nó phù hợp với lại sở thích của mình. Phía bên trong thì chúng ta sẽ có phần đai cũng là màu đen và một cái logo của It Boy ở bên trong này đây. Bề mặt ở phía bên trong cũng rất là trơn, co giãn nhẹ, rất là thân thiện với da đầu và thoải mái khi mà anh em đội. Tiếp theo, chiếc mũ có mã là S16, kích thước vòng đầu là 57cm, là một chiếc mũ đến từ Nhật Bản. Và chiếc mũ này ở bên ngoài có phối màu đen và chất liệu là dạng cotton pha polyester, là tạo thành một cái chất vải khá là trơn và cũng rất là giữ form. Đặc biệt hơn thì đây là một chiếc mũ hai mặt. Ở mặt bên trong chúng ta sẽ có một cái phối màu nâu nhạt, và chỉ cần bẻ một cái nó sẽ thành một cái mũ khác luôn. Và độ mới chiếc mũ này cũng còn gần như là mới. Đây, mình sẽ cho anh em xem gần hơn. Cái chất vải của chiếc mũ này khá là trơn luôn. Đội phía bên ngoài màu đen cho những cái lúc mà chúng ta phải đối mặt với lại nguy cơ bị bật. Còn khi mà không bật mà chúng ta muốn nó sáng hơn thì chúng ta sẽ lộn lại như này. Chúng ta sẽ có một cái phối màu nó sáng hơn, tùy chỉnh theo cái sở thích của anh em. Bề mặt ở phía bên trong này cũng rất là trơn luôn và giữ form. Một chiếc mũ mà rất là hay ho và thú vị. Tiếp theo, chiếc mũ có mã là S17, kích thước vòng đầu là 57cm, là một chiếc mũ đến từ Nhật Bản. Và chiếc mũ này có phối màu là trắng ngà kết hợp với lại đen và được tạo thành những cái sọc giống như là ngựa vòng. Đấy, một cái phối màu rất là đặc biệt và ấn tượng. Bề mặt của chiếc mũ này cũng ấn tượng không kém, với một cái chất liệu dạng nhung rất là mềm mịn và cực kỳ sang trọng. Đây, mình sẽ cho anh em xem gần hơn ở chất liệu của chiếc mũ này. Đây, một cái chất rất là mềm và cũng cực kỳ sang. Phần vành này cũng có thể tùy chỉnh để phù hợp với lại cái sở thích của anh em. Bề mặt ở phía bên trên này cũng là bằng nhung rất là mềm mịn với cái họa tiết sọc vằn. Đấy, phối đồ vào thì nhìn cực kỳ là thu hút ánh nhìn luôn. Mọi người sẽ phải thắc mắc là ui, cái màu này nó nhìn lạ thế. Và ở phía bên trong chúng ta sẽ có một cái vành, một cái đai màu đen và chất liệu phía bên trong là dạng lưới này, có giãn nhẹ và cực kỳ thoáng mát. Có tag ở bên cạnh đây, tag cũng rất là mới. Một chiếc mũ có phối màu siêu siêu ấn tượng luôn nha anh em. Tiếp theo, chiếc mũ có mã là S18, kích thước vòng đầu là 59cm, là một chiếc mũ đến từ Nhật Bản. Và chiếc mũ này cũng có phối màu là trắng ngà và chất liệu là dạng cotton kaki. Và đây là một chiếc mũ có kích thước nó sẽ rộng hơn so với lại kích thước thông thường, dành cho anh em nào mà thích thoải mái khi chúng ta đội mũ, hay là kích thước vòng đầu của chúng ta hơi to một chút thì chúng ta sẽ đội chiếc mũ này rất là hợp lý. Và độ mới của chiếc mũ này cũng còn gần như là mới luôn. Đây, anh em có thể nhìn thấy được cái chất vải của chiếc mũ này, và ở xung quanh đây còn được làm kiểu nó sần sần lên một chút, giống như những cái bức tường. Và chạy xung quanh đây sẽ là những cái lỗ thông khí, và bề mặt ở phía bên trên này thì lại trơn nhẵn nha anh em. Đấy, chứ không phải là nó xù hết. Và phần vành này cũng có thể bẻ lên bẻ xuống tùy chỉnh. Và ở phía bên trong cũng là màu trắng ngà hết toàn bộ luôn. Và chất liệu cotton kaki khá là cứng cáp giữ form. Và bề mặt ở phía bên trong này cũng khá là trơn, có giãn nhẹ, tạo sự thoải mái khi mà đội mũ. Ở phía bên cạnh đây chúng ta cũng sẽ có một số những cái tag, và tag cũng rất là mới luôn. Một chiếc mũ khá là thoải mái, rộng rãi, và phối màu này nhìn cũng rất là bạch.
Tiếp theo, chiếc mũ có mã là S19, kích thước vòng đầu là 58cm, là một chiếc mũ đến từ thương hiệu Gorin Bros. Đây là một thương hiệu thời trang mũ đến từ Mỹ. Và vừa nãy mình vừa xem những cái mũ như thế này của cái hãng này thì đang được bán, nếu mua về Việt Nam nó sẽ rơi vào khoảng 800.000 đồng một chiếc mũ. Và đây cũng là một chiếc mũ mà rất là chất luôn nha anh em, gần như là mới. Chiếc mũ này có phối màu đen kết hợp với lại họa tiết rất là sang trọng ở bên phần đai đây, và chất liệu là dạng cotton pha polyester, tạo ra cho chiếc mũ này một cái form khá là cứng cáp. Và đây mình sẽ cho anh em xem gần hơn, độ mới rất là cao với form dáng cực kỳ chất, cực kỳ đàn ông. Và phần đai này cũng được làm rất là hoàng gia luôn, có logo hình lâu đài bằng kim loại ở đây, và phần đai này chạy xung quanh chiếc mũ tạo cho chiếc mũ này một cái độ sang nhất định. Và trong những năm 1800 1700, và thời ngày xưa mà khi còn đang đi xe ngựa thì là những cái đại gia và họ hay đội những cái chiếc mũ này đi trên những cỗ xe ngựa, rất là chất luôn. Và phần vành này anh em có thể là điều chỉnh, tùy chỉnh cho nó phù hợp. Đây cũng là một chiếc mũ mà form dáng cực kỳ chuẩn, mũ phơn luôn. Và ở phía bên trong này cũng rất là ấn tượng, với một cái bề mặt mà rất là trơn, với một cái dạng vải pha rất trơn, và thêm những cái họa tiết như là trần nhà của những cái nhà thờ lớn. Và phần đai này cũng là màu đen, rất là thoải mái khi chúng ta đội. Và có logo của Gorin Bros. Đây cũng là một thương hiệu khá là lâu đời, từ năm 1895. Đây anh em có thể nhìn thấy một thương hiệu rất rất là lâu đời, và đã có thương hiệu trên toàn thế giới, toàn quốc tế luôn, kể cả ở Việt Nam cũng có thể biết đến cái thương hiệu này. Tiếp theo, chiếc mũ của mã là S20, kích thước vòng đầu là 57, là một chiếc mũ đến từ thương hiệu Mizuno, một thương hiệu thời trang thể thao đến từ Nhật Bản. Và chiếc mũ này có phối màu là xanh tím than, và chất liệu là dạng cotton pha polyester, đa số là polyester, tạo ra chiếc mũ này một cái chất vải khá là mềm, mỏng và chắc chắn. Độ mới chiếc mũ này cũng còn gần như là mới luôn. Đây mình sẽ cho anh em xem gần hơn chất vải của chiếc mũ này. Đấy, một cái chất vải rất là trơn luôn nhá, và cực kỳ nhẹ nhàng. Đây là mũ mà anh em đội chơi thể thao rất là phù hợp. Và phần vành này cũng có thể là tăng giảm luôn. Và đặc biệt hơn là cái dòng mũ này được sản xuất là để đi chơi golf. Đấy, thì cái mũ này nó rất là nhẹ và nó thấm mồ hôi, thì chúng ta chơi thể thao rất là phù hợp. Ở phía bên trong đây thì chúng ta sẽ có một cái phần đai màu đen, và bề mặt phía bên trong dạng lưới màu trắng, và rất là thoáng mát luôn, và cực kỳ nhẹ nhàng khi mà chúng ta đội chiếc mũ này lên. Ở phía bên trong đây thì chúng ta sẽ có tag của thương hiệu này. Đây, đây có cái logo của Evanova Golf. Đấy, một cái mũ chơi golf. Và tag của Mizuno ở phía bên trong đây cũng rất là mới luôn. Một chiếc mũ mà anh em đội chơi thể thao quá là thích hợp. Cuối cùng, chiếc mũ lưỡi chai có mã là S21, là một chiếc mũ đến từ thương hiệu Reebok, một thương hiệu thời trang rất là nổi tiếng đến từ Mỹ. Và kích thước vòng đầu của chiếc mũ này là 58cm, và tất nhiên là chúng ta có thể điều chỉnh lên hoặc xuống bằng cái phần dán ở phía đằng sau của chiếc mũ này. Và mình rất là thích chiếc mũ này, cho nên mình không thể không lấy chiếc mũ này khi mà mình gặp được trong quá trình mà mình đi kiếm, mình đi săn đồ si. Bởi vì cái đầu tiên là cái phối màu của nó là một cái phối màu nâu nhạt, rất là sang và không sợ bẩn. Và chất liệu của chiếc mũ này là dạng chất vải nhung, rất là mềm mịn và sờ cực kỳ thích luôn. Đây, anh em có thể nhìn thấy được cái chất liệu nhung này, rất là sang luôn và cực kỳ mịn màng. Toàn bộ chiếc mũ này ở bên ngoài đều là phủ bằng nhung hết luôn, kể cả phần lưỡi chai này nữa. Độ mới chiếc mũ này cũng rất là cao luôn, và có một cái logo Reebok Classic kim loại ở đây, sờ một phát là cực kỳ ấn tượng luôn. Và ở phía mặt sau thì chúng ta còn có một cái tag của Reebok đây nữa, và phần quai dán này cũng được làm bằng nhung luôn. Đấy, anh em có thể tăng giảm cái kích thước này cho nó phù hợp với lại vòng đầu của mình. Và ở phía bên trong chiếc mũ này thì chúng ta sẽ có tag của Reebok đây, tag mới tinh luôn và cực kỳ nét. Bề mặt ở phía bên trong này cũng là dạng vải cotton pha polyester, rất là trơn, thân thiện với da đầu,
thoáng mát, và khi anh em đội thì cực kỳ là dễ chịu luôn. Đây là một chiếc mũ mà anh em phối đồ và đảm bảo là cực kỳ chất. Cảm ơn anh em đã xem video đến giờ phút này, và nếu thấy hay thì hãy like, share và subscribe kênh YouTube của Kiên Hai Hen. Mọi thông tin chi tiết anh em hãy kéo xuống dưới phần mô tả, có thể liên hệ ngay với mình hoặc anh em có thể nhìn vào bên góc phải màn hình để có thể liên lạc với mình thông qua số Zalo. Cảm ơn anh em đã ủng hộ mình suốt thời gian qua. Xin chào và hẹn gặp lại trong những video sau. Bye bye.